Kính chào quý vị và các bạn, quý vị đang theo dõi chương trình Tàu và Xe của Đài Hà Nội. Ngày hôm nay thế giới giao thông và phương tiện có gì đáng chú ý? Quý vị hãy cùng chúng tôi cập nhật trong 12 phút sắp tới. Mở đầu chương trình hôm nay là một thông tin hữu ích dành cho các tài xế. Khi đỗ xe trong bóng tối, những chiếc xe ô tô không có đèn sẽ gần như vô hình và có thể sẽ khiến nhiều người không nhận ra. Vì vậy trên hầu hết các mẫu xe đều trang bị đèn đỗ xe. Nhưng nhiều người sử dụng thì vẫn chưa biết sử dụng tính năng này. Có nhiều trường hợp tài xế nên sử dụng đèn đỗ xe, phổ biến nhất là khi đỗ xe tại khu vực thiếu ánh sáng. Lúc này tài xế nên sử dụng đèn đỗ xe để các phương tiện di chuyển dễ dàng quan sát, giúp tăng an toàn cho người đi đường và chính những chiếc xe. Khi dừng trên đường, nhất là đường cao tốc vào lúc chạng vạng, tài xế cũng nên sử dụng đèn đỗ xe, vì lúc này sử dụng đèn pha sẽ làm chói quá mức phương tiện đi ngược chiều, còn sử dụng đèn cảnh báo khẩn cấp sẽ không phù hợp. Trong trường hợp lùi xe ra đường do sương mù, mưa lớn hoặc tuyết che khuất tầm nhìn, việc sử dụng thêm đèn đỗ cũng sẽ giúp các tài xế phương tiện khác dễ nhận biết và tránh xảy ra tai nạn. Đèn đỗ xe được trang bị trên hầu hết các mẫu ô tô ngày nay. Loại đèn này được bố trí ở các góc hai bên của cản trước và sau. Hệ thống đèn đỗ xe được chia thành hai loại chính là sử dụng nguồn điện phát sáng và sử dụng tấm phản quang. Loại đèn sử dụng tấm phản quang được trang bị phổ biến hầu hết trên các mẫu xe phổ thông. Ưu điểm của tấm phản quang là không tiêu thụ điện năng, giá bán rẻ và dễ thay thế. Tuy nhiên, loại đèn này lại có hiệu năng phản quang kém trong các điều kiện thời tiết xấu như mưa phùn, sương mù hay băng tuyết. Loại sử dụng nguồn điện phát sáng đa số sử dụng bóng LED nên mức tiêu thụ điện năng thấp, hiệu năng chiếu sáng tốt trong mọi điều kiện thời tiết. Đèn đỗ xe sáng mờ và diện tích chiếu sáng nhỏ hơn với đèn pha tiêu chuẩn, nhưng cường độ sáng đủ để xác định vị trí của xe đang đứng yên, nhằm ngăn ngừa tai nạn với xe đang di chuyển và người đi bộ. Chức năng chính của đèn đỗ xe là nâng cao khả năng hiển thị chiếc xe đang đỗ và giúp các xe khác tăng khả năng nhận biết phương tiện khác đang đỗ vào ban đêm bằng chiếu sáng hai bên góc xe. Điều này giúp ngăn ngừa tai nạn và va chạm khi các phương tiện khác đang di chuyển trong khu vực lân cận. Land Rover được nhiều người biết đến là một thương hiệu xe sang nổi tiếng của Anh Quốc với nhiều tiện ích. Tuy nhiên thì mới đây hãng này vừa phải gọi sửa chữa hơn 3.000 chiếc xe Range Rover Velar trên toàn cầu do một lỗi có thể làm tăng nguy cơ va chạm. Tổng cộng có 3.212 chiếc Range Rover Velar bị gọi sửa chữa đợt này trên toàn cầu thuộc đời năm 2023. Nguyên nhân do cài đặt cấu hình sai cho bộ phận cảm biến nghiêng, vốn phục vụ cho hệ thống cảnh báo trên xe. Điều này dẫn đến việc thiếu đi tín hiệu thông báo cho người lái trong một số trường hợp liên quan đến độ nghiêng, gây nguy hiểm cho người ngồi trong xe. Tất cả xe trong diện ảnh hưởng sẽ được cập nhật tin cấu hình phương tiện CCF khi được mang đến đại lý để kích hoạt cảm biến góc nghiêng. Vào tháng 6 vừa qua, mẫu xe này cũng bị triệu hồi trên toàn cầu do vấn đề liên quan đến bơm làm mát. Để sản xuất xe điện thì công nghệ pin là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị của chiếc xe. Ngoài những yếu tố như chuỗi cung ứng, dây chuyền lắp ráp, quá trình nghiên cứu và phát triển cũng đóng vai trò khiến giá đề xuất của xe điện luôn cao hơn xe dùng động cơ đốt trong. Và sau đây là những mẫu xe điện đang có giá bán rất cao, nhưng không phải là ai có tiền cũng có thể sở hữu được. Đầu tiên là mẫu Aspect Out, có giá 3.560.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 86 tỷ đồng. Sở dĩ mẫu xe này có mức giá đắt như vậy vì nó chỉ được sản xuất giới hạn 50 chiếc trên toàn cầu và là sản phẩm hợp tác giữa hãng xe Nhật Aspect và Manifattura Automobili Torino, công ty chuyên sản xuất các loại xe độc nhất hoặc có giới hạn của Mỹ. Out được trang bị 4 motor điện mang lại tổng công suất 1.980 mã lực, giúp cho xe có khả năng tăng tốc từ 0 đến 97 km/h trong 1,72 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 413 km/h. Bộ pin của xe giúp nó có thể chạy được 400 km mỗi lần sạc. Bên cạnh hệ thống chuyển động hiệu suất cao, Ao còn có bộ khung liền khối và thân xe đều làm bằng sợi carbon, tối ưu cho khí động học, giảm lực cản, giúp chiếc xe có thể di chuyển xa hơn. Thứ hai là mẫu Lotus Evija được bán với giá 2,5 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 60 tỷ đồng. Lotus Evija khiến những tín đồ mê siêu xe thân thiện môi trường phải ngất ngây trước sức mạnh khủng của mình khi sở hữu 4 động cơ điện, tạo ra sức mạnh 1.973 mã lực, cho phép xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong vòng 3 giây trước khi đạt tốc độ tối đa là 320 km/h. Ngoài việc sở hữu khả năng vận hành mạnh mẽ, chiếc xe điện Evija còn có khả năng sạc đầy nhanh bậc nhất thế giới với chỉ 9 phút ở công suất tối đa 800 kW. Đây được coi là mẫu xe điện đắt thứ hai thế giới chỉ sau Aspect O và cũng chỉ được sản xuất giới hạn 130 chiếc toàn cầu. Remake Nevera với giá bán 2,2 triệu đô la Mỹ, tương đương gần 54 tỷ đồng.
mẫu xe này chỉ được sản xuất giới hạn 150 chiếc trên toàn cầu. Đây là một trong những lý do khiến chiếc xe trở nên đắt đỏ như vậy. Xe được trang bị 4 động cơ điện tại mỗi bánh xe, sản sinh công suất tối đa lên đến 1.914 mã lực, cho xe khả năng tăng tốc từ 0 đến 96 km/h chỉ trong vòng 1,85 giây. Cung cấp sức mạnh cho khối động cơ là bộ pin 120 kW, cho xe di chuyển quãng đường 550 km chỉ trong một lần sạc. Ngoài ra, xe được trang bị công nghệ sạc nhanh từ 0 đến 80% trong 22 phút. Mới đây, Rimac Nevera còn tiếp tục phá thêm một kỷ lục tốc độ nữa khi trở thành mẫu xe số lùi nhanh nhất thế giới với tốc độ chạy lùi tối đa 275,75 km/h. Thứ tư là chiếc Hispano Suiza Carmen Bulloni. Bên ngoài, chiếc xe được thiết kế tối ưu cho khí động học với nhiều chi tiết được làm từ sợi carbon. Cung cấp sức mạnh cho Carmen Bulloni là 4 động cơ điện và bộ pin giúp sản sinh công suất tối đa 1.100 mã lực và mô men xoắn cực đại 1.600 Nm. Xe có phạm vi hoạt động tối đa lên đến 402 km trong mỗi lần sạc đầy. Hiện chiếc xe này chỉ được sản xuất giới hạn 5 chiếc trên thế giới và có mức giá lên tới 1,8 triệu đô la Mỹ, tương đương 43 tỷ 680 triệu đồng. Cuối cùng là một chiếc xe đến từ thương hiệu xe sang Anh Quốc, Rolls-Royce Spectre. Đây là mẫu xe điện đầu tiên của hãng. Bên ngoài xe, lấy cảm hứng thiết kế từ hai mẫu xe trước đó của hãng là Crest và Phantom nhưng rộng hơn. Bên trong khoang nội thất Rolls-Royce Spectre vẫn được trang bị những gì tốt nhất của hãng với ghế bọc da cao cấp, bầu trời sao trên trần kéo sang tận cửa. Trái tim của xe là khối động cơ điện có công suất 577 mã lực. Cung cấp năng lượng cho khối động cơ là bộ pin dung lượng 102 kW cho tầm vận hành 530 km mỗi lần sạc. Hiện chiếc xe này đang được bán với giá 413.000 đô la Mỹ, tương đương 10 tỷ đồng. Câu chuyện về xe tự lái vẫn còn rất bất cập và chưa thể phổ biến ngay trong vài năm tới, đặc biệt là giao thông ở Việt Nam. Tuy nhiên thì một số ít quốc gia đã chấp nhận cho xe tự hành hoạt động, bao gồm Mỹ, Trung Quốc, UAE. Và mới đây nhất thì Singapore, quốc gia đầu tiên của Đông Nam Á đã cấp phép cho một công ty ở Trung Quốc vận hành robotaxi và xe buýt tự hành tại nước này. Hãng xe tự hành WeRide của Trung Quốc vừa nhận được hai giấy phép quan trọng từ Cơ quan Giao thông Đường bộ Singapore LTA cho phép xe tự hành của hãng là Robobus và Robotaxi được thử nghiệm trên đường phố công cộng ở quy mô lớn hơn. Hai giấy phép lần lượt có tên là M1 và T1 được Cơ quan LTA cấp và cho phép xe tự hành của WeRide thử nghiệm tại các khu vực công cộng, bao gồm cụm công nghệ One Notch và khu vực Đại học Quốc gia Singapore. Được cấp phép thử nghiệm Robotaxi và Robobus ở Singapore là cột mốc đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ trong chiến lược mở rộng công nghệ xe tự lái trên toàn thế giới. Được biết, quá trình đánh giá cho giấy phép cấp 1 ở Singapore có rất nhiều khía cạnh khác nhau, bao gồm các chức năng lái xe tự động cơ bản, nhận dạng chướng ngại vật tĩnh, tránh chướng ngại vật động. Các phương tiện phải hoàn thành chính xác và hoàn hảo các nhiệm vụ được đề cập trong những cơ sở thử nghiệm mô phỏng, cũng như những kịch bản giao thông đường bộ đô thị ở Singapore, nơi mà cơ quan quản lý có những yêu cầu an toàn đặc biệt cao. Tiếp theo là một số thông tin chúng tôi cập nhật trong ngày. Trong tháng 11, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam đạt 7.508 chiếc với trị giá hơn 192 triệu đô la Mỹ. Tính từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã chi hơn 2,6 tỷ đô la Mỹ để nhập khẩu khoảng 111.300 chiếc ô tô, giảm hơn 26% về số lượng so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lượng ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống chiếm tới 80% tổng lượng ô tô nguyên chiếc các loại và giảm hơn 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, hai nhà cung cấp ô tô nhập khẩu lớn nhất cho Việt Nam là Thái Lan và Indonesia. Lượng xe nhập khẩu từ Thái Lan đạt hơn 50.000 chiếc, tương đương gần 1,1 tỷ đô la Mỹ, giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính trung bình từ đầu năm đến nay, mỗi chiếc ô tô nhập khẩu từ thị trường này về cảng Việt Nam có giá khoảng 22.000 đô la Mỹ, tương đương khoảng 528 triệu đồng chưa bao gồm thuế phí. Còn Indonesia, lượng xe nhập khẩu là 40.500 chiếc, có trị giá hơn 574 triệu đô la Mỹ, tính trung bình khoảng 14.200 đô la Mỹ trên một chiếc, tương đương khoảng 340 triệu đồng chưa bao gồm thuế phí. Đây là quốc gia được đánh giá có mức giá nhập khẩu ô tô trung bình vào Việt Nam rẻ nhất. Nhà cung cấp dữ liệu du lịch toàn cầu OAG vừa công bố danh sách các tuyến đường hàng không quốc tế bận rộn nhất thế giới năm 2023. 3 trong số 10 tuyến đường bay bận rộn nhất đều liên quan đến sân bay ở Singapore. Cụ thể là chặng bay từ Singapore kết nối với Kuala Lumpur đứng đầu bảng, với Jakarta và Bangkok lần lượt ở các vị trí thứ 7 và thứ 8 toàn cầu. Dữ liệu thống kê dựa trên số lượng vé máy bay được bán tại các chặng bay trong năm 2023,
Tuyến đông khách nhất là từ thủ đô của Malaysia đến Singapore với tổng cộng 4,9 triệu vé được bán. Chuyến bay chỉ kéo dài hơn một tiếng, thường là lựa chọn của nhiều hành khách thích di chuyển giữa hai quốc gia láng giềng bằng đường hàng không thay vì di chuyển bằng ô tô thông thường. Đặc biệt, châu Á cũng thống trị bảng xếp hạng các tuyến đường bay nội địa bận rộn nhất, trong đó Hàn Quốc đứng đầu danh sách. Dựa trên số liệu thống kê của OAG, đường bay trục Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam năm thứ hai liên tiếp giữ vị trí thứ tư trong top các đường bay nội địa bận rộn nhất thế giới. Đường bay vàng của Việt Nam từng vươn lên đứng vị trí thứ hai trên thế giới trong khoảng thời gian đại dịch. Năm 2023, đường bay Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh vận chuyển hơn 9 triệu hành khách, chiếm tỷ trọng 22% số lượng khách nội địa vận chuyển trong năm 2023 với gần 43.000 chuyến bay. Đặc biệt, trung bình cứ 5 khách bay nội địa có một hành khách bay trên đường bay này. Cùng ngày, OAG cũng công bố danh sách những sân bay tấp nập nhất thế giới. Sân bay quốc tế Atlanta Hartsfield Jackson ở Mỹ tiếp tục giành vị trí dẫn đầu danh sách với 61,2 triệu lượt hành khách. Suốt từ năm 1998 cho đến nay, sân bay này chưa từng rời vị trí số 1. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tàu và Xe ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Ngoài thông tin về phương tiện, quý vị có thể cập nhật những tin tức văn hóa xã hội khác qua ứng dụng Hà Nội On, website hanoionline.vn hoặc các nền tảng số YouTube, Facebook của Đài Hà Nội. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai.